Phát hiện ung thư tuyến tiền liệt vì triệu chứng lạ khi đi vệ sinh. Người đàn ông bất ngờ phát hiện mình có khối u nặng hơn 200 gram tại tuyến tiền liệt, mặc dù luôn có tiền sử khỏe mạnh. Tháng 7 năm 2023, ông K, 45 tuổi, trú tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ, xuất hiện một vài biểu hiện bất thường khi đi tiểu tiện như tiểu rác, tiểu ra máu, nên đã đến khám tại khoa ngoại thận tiết niệu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Tại đây, kết quả xét nghiệm chẩn đoán cho thấy người bệnh có khối u tuyến tiền liệt kích thước rất lớn, trọng lượng đo được trên cộng hưởng từ tương đương 226 gram. Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bệnh nhân có tiền sử khỏe mạnh, không mắc bệnh nền trước đó nên đã rất sốc khi nhận được chẩn đoán. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy ông bị ung thư biểu mô tuyến tiền liệt. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật các nội tiết ngoại khoa, dẫn lưu bàng quang và dẫn lưu niệu quản trái, ca mổ diễn ra thuận lợi. Sau phẫu thuật 14 ngày, sức khỏe ông K ổn định và được chuyển sang khoa xạ trị ung bướu để xạ trị. Theo tiến sĩ bác sĩ Phạm Tiến Trung, phụ trách trung tâm ung bướu, trưởng khoa xạ trị và y học hạt nhân, cho biết đây là một trong số nhiều người bệnh ung thư tuyến tiền liệt phát hiện muộn nhưng đáp ứng tốt nhờ tuân thủ đúng phác đồ điều trị. Riêng đối với trường hợp của ông K, người bệnh phát hiện bệnh khi ở giai đoạn muộn, khối u đã phát triển rất lớn, nhưng nhờ tuân thủ đúng phác đồ điều trị, tình trạng sức khỏe hiện tại của ông đã ổn định, khối u nhỏ đi rất nhiều, tiên lượng bệnh nhân tốt. Qua đây, chuyên gia khuyến cáo người dân nên có ý thức chủ động kiểm tra sức khỏe và tầm soát ung thư định kỳ ít nhất một lần trên năm. Ngoài ra, một số nhóm người có nguy cơ cao ung thư cần lưu ý là gia đình có tiền sử người thân từng mắc ung thư, người có thói quen sinh hoạt, lối sống thiếu lành mạnh như hay thức khuya, uống rượu bia, hút thuốc lá thường xuyên, v.v., người làm việc trong môi trường ô nhiễm có chứa chất độc hại. Bên cạnh đó, những người mắc các bệnh lý mãn tính như viêm gan B mãn tính, viêm loét dạ dày mãn tính, viêm đại tràng mãn tính không được điều trị triệt để, bệnh dễ tái phát và có nguy cơ cao tiến triển thành ung thư.